Đây nhá mọi người nhá, cây vải dưới làng nhá. Anh em sẽ mình cùng lên trải nghiệm lấy cây quả vải dưới rừng, cây to nhất làng rồi. Đây là cây được mệnh danh cây giữ rừng nhá, dưới làng ấy, cây to nhất làng luôn. Toàn lực miền cơ đông mến chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ cùng anh em tem mình đến trải nghiệm một cây vải người ta thường gọi là cây giữ làng ấy mọi người. Những cây vải nó to, đường kính có thể hàng bao nhiêu người ôm luôn này. Mọi người nhìn ở trong màn hình thì nó nhỏ về, cây rất là cao mọi người. Để mình từ từ di lên cho mọi người cùng xem nó. Cây cây nó chỉ khoảng 40 mét thôi. Thế này. Đây mọi người nhé, đây là cây 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 vải của làng mọi người nhé. Cả làng mình hiện nay chỉ còn một cây thôi. Nói chung thì nếu mà nhìn hết tầm mắt được mọi người, hôm nay trời nắng trong xanh, thiết bị của mình nó không lấy ánh sáng được, mong mọi người thông cảm nhé. Đây mọi người, nếu mà để một người thanh niên như thế này để mà ôm vào gốc, nó không xi nhê gì với một cái gốc này nhá mọi người nhá. Đây này, nó cái cây nó đã sống ở đây hàng vài chục năm tuổi đến 100 năm tuổi rồi. Đây nhá, để mà trở về những ngày tháng tuổi thơ, mặc quần đùi áo lỗ, thậm chí là cởi trần cởi chuồng luôn, sẽ mọi người trong tem thì sẽ leo, thử thách leo cái cây này mọi người nhá. Đây nhá, để mà leo được những cây này thì sẽ cần một cái cây tre. Cây tre hóp ấy, là nó phải nguyên mắt này thì mọi người mới có thể leo lên đấy, leo lên như thế này được. Đây này. Đây mọi người có thể thấy là một anh em trong tem đang trèo lên rồi. Đây mọi người có thể thấy là leo trèo không hề bảo hiểm mình nhá, leo trèo luôn ấy. Mọi người xin phép mình xin phép để ánh sáng tối lại để tránh những vấn đề mà bên nhà mạng người, là đối tác người ta cho là những hành động nguy hiểm, mọi người thông cảm nhé. Đây là sẽ cần một người trợ giúp giờ giữ cái cây để nó đỡ xoay bên dưới nhá. Đây là hành động, một hành động rất nguy hiểm, mọi người không nên học theo nhá. Hết một cái tre đấy mọi người mới lên được cái càng của cái cây kia để mà lên. Còn cái cây thì cao lắm. Anh Duy ơi, chào mọi người cái. Mọi người cái cảm giác ở trên cây, cái cảnh đồng quê mọi người nhìn từ xa này, cánh đồng lạc quê em đẹp không? Lúa lạc quê em rất đẹp luôn. Thằng em. Đây này mọi người ơi, trên cây nó không phải chỉ là một cái dải lụa êm đềm để mà lấy quả ngọt đâu mọi người ạ. Đây có xuất hiện cái loài kiến này, nó cắn đau mà nó ngứa kinh khủng luôn này, mọi người, kiến đen này. Đây khiếp quá. Đây mọi người nhá, bây giờ mình sẽ chuyển máy cho em ví này. Mọi người ơi, bây giờ mọi người nhá, quả rừng nó như thế này nhá, quả vải dưới của làng đấy mọi người ạ. Đây mọi người, những quả đang lông lay trong gió và ở một cái cây cao, độ cao nguy hiểm này. Thì bây giờ kia kìa mọi người, kìa quả kìa. Mọi người hãy cùng ngắm làng quê và những cảnh núi đồi của quê mình nhá. Ném cho vào đó bây giờ. Bẻ cứ bẻ, nút cả cây xuống mới lấy được nhá. Ôi giời, bẻ xuống nào, thả xuống nào. Ôi giời ơi. Mọi người có thể nhìn thấy những cành vải và những quả vải chín mọng ở đằng kia, thật sự đẹp. Và một phong cảnh tuyệt vời từ đồi núi của em mọi người nhá, bốn bên luôn. Cái chùm vải mọi người nhìn này. Ôi giời ơi, chùm quả này, đây có quả nhá. Bây giờ mình sẽ lấy một quả mình ăn đại cho mọi người cùng thưởng thức của mình nhá. Nào bây giờ bắt được quả nào thì đã quả đấy thôi. Cắn một cái nó mọng nước luôn mọi người này, cái quả. Cái quả vải rừng này. Cái vị vị ngọt thanh của riêng cái mùi quả, thật sự mình không còn gì để mà cảm nhận luôn, không nói được. Nguyên cành luôn nhá, quả to chả bá ra bên sẽ cắn nhá. Trời ơi, vị ngọt và cái nước của quả vải bắn búp một cái rồi nó mới không biết diễn tải luôn này. Mọi người nhìn này, cái cùi của nó, cái hột nó bé này, cùi dày sướng. Ai. Sướng vậy. Cái vỏ thì nó chát chát. Và cái vị chua ngọt của các quả rong thì cứ ngồi luôn. Thật sự đã bao năm rồi, mình cũng tâm sự thật với mọi người nhé, khi mình làm YouTube không phải mình quay lên để mà anh em nó như nào đâu, nhưng mà thật sự nó mà nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Những quả vải đơn giản và đời thường như thế nhưng mà đã mang cho mình từ một kỷ niệm, từ cái thuở thơ bé. Nay bao sau bao nhiêu năm thì mình mới tìm lại được cái cảm giác ấy. Thật sự mình đã bỏ lãng quên với cuộc sống xô bồ, bây giờ mình bỏ quên quá nhiều luôn. Thực ra những cái thứ bé nhỏ như thế này này, và những điều tưởng như trong cuộc sống nó đơn giản nhưng mà nó thực sự vô cùng quý giá mọi người nhé. Nên là qua kênh này mình mong muốn mọi người hãy ủng hộ cho mình quê Đông Bắc, cũng như hãy tìm về nhiều khoảnh khắc hơn nữa cùng đoàn lực.
Mình cảm ơn tất cả mọi người nhé. Và bây giờ mình sẽ review lại tất cả những cái kết quả mà lát nữa sẽ mang hôm kia review lại cho mọi người xem là nó như thế nào, về tại sao lại có cây quả vải rừng lớn như vậy ở làng. Đây là một điều bí mật và cũng chính là nội dung chính của video hôm nay. Mong mọi người hết sức là thông cảm và đón nhận tình cảm của mình nhé. Mỗi năm một vụ quả mọi người nhé, đây này. Mọi người hiện giờ mình đang ở cái cành cao nhất đấy. Đây, mọi người nhìn thấy bên kia cây, mọi người ai mà không quay đừng bao giờ mà nghĩ leo được cây là mình nói thật luôn. Đấy nhá, bây giờ mình sẽ, mọi người sẽ cùng anh Tem mình sẽ trực tiếp bắt cái quả kia vào ăn vào mồm xem là cảm nhận nó như nào anh ơi. Anh cứ ăn tự nhiên không, anh nói mọi người xem nào. Vải rất là rất là ngọt và cùi rất là dày mọi người ạ. Mọi người, những quả vải, những cái quả này ấy, nó ở trong diện tích tự nhiên đấy. Tại vì cây của làng mà nó những con ong ấy, mùa này ong nó chích nhiều này. Ở gần đây thì có trại ong nên là nó chích rất nhiều, những cái quả này là quả mọng luôn đấy mọi người nhé. Đây này, cái này không tì vết luôn, quả rất mọng thơm. Bây giờ mình sẽ cấu thử ra, không ăn mà cấu thử ra cho mọi người xem nhé. Cái thịt đây này mọi người này, thịt trắng tinh mà dày lắm, dày thịt lắm này. Đây này, mình cấu hẳn luôn cái ấy ra. Đây này, đây mọi người thấy không? Đấy, thịt ra thằng thịt luôn. Đấy, đây mọi người xem này, đấy anh Tem mình đang lấy để cho mọi người đây mình. Anh bên này quả nhiều lắm này. Đấy. Đấy, anh cứ ném ra đi, ném anh bứt hết. Mình ăn được bao nhiêu đâu, lấy về để xem mọi người tí. Đấy, bứt những cái nhiều quả thế. Đấy, anh bứt thẳng xuống kia đi. Thẳng xuống cái nương kia được, tại vì cái gốc to này nó ở dưới nó cành nó chặn đấy. Bây giờ ném hẳn ra cái phía trước kia. Kìa, phía trước mặt mình kìa, chỗ đấy có lỗ hở. Mạnh vào, mạnh tay vào đó. Bắt làm sao được. Ôi. Không, nó nhìn thôi. Không được.
nặng nhá. Bà phải cầm một thật tít, bây giờ tao cái người tao nặng nữa. Cái cây tre nó cong đi ấy. Cong đi, sao đâu. Đây này. Nó tụt xuống rồi. Cao lắm mọi người ạ. Cong, tụt không có đâu, hiểu không? Nó cong đi. Đây này, thấy chưa? Sao cong cái cây mẹ. Cái cây thằng 60 mấy cân mà cái cây. Mày đi đẩy vào chứ thế. Đẩy đâu, đẩy đâu. Kéo ra đi, thằng kia này, cái cầm. Hai cái ông này lên tít trên được ơi, xuống đến dưới cũng có sợ. Có chim nhỏ nhỏ còn xinh xinh lên tôi thấy dễ đấy, bây giờ các bạn nặng người sao ấy. Dùng thế nhỉ? Cái con này chết. Má đợt. Trên một thằng cầm, dưới một thằng cầm. Đúng là quá kinh khủng luôn. Ngày trước cứ thân thắt là sao này, trước nó cái cây này nó còn có một cái đoạn xuống đây cơ, cái đu phát là lên rồi chứ không như này đâu. Cần gì phải ken đâu mà. Đó. Thế nhá, trải nghiệm thế đâu mọi người ạ. Mệt. Ở xuống đi em ơi. Mà đừng có tào lao đấy nữa, tao không cho mày chết đấy luôn đấy hả? Kéo lên nhé. Ừ, tao kéo lên đấy, mày cứ. Làm sao tao cho mày sai được, mày cứ cầm thẳng vào cái kéo đấy, không sợ đâu hả? Yết. Đi xuống đi. Cầm phải biết cầm như đèo mẹ cầm, cứ run vào kia thì tắc tao đi xuống theo kia thật. Được rồi. Đấy. Cái gì đây? Nhè lấy về thôi. Nhè lấy có hai quả để ăn một niềm tin. Đấy mà ăn.